Dấu hiệu nhận biết downtrend là gì? Và làm sao để nhận biết được là một xu hướng giảm đã kết thúc? Và khi mà xu hướng giảm đã kết thúc thì anh em mình có nên mua ngay hay không? Đó là những gì sẽ có trong video ngày hôm nay. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của HC Capital. Mình là Peter và rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh em trong cái video này. Và nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh YouTube của HC Capital thì hãy cho mình xin một like cũng như là bấm đăng ký kênh để ủng hộ HC Capital ra thêm nhiều video chất lượng và thú vị hơn nữa trong tương lai nhé. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em về chủ đề downtrend dựa trên góc nhìn cá nhân của bản thân mình nhé. Thị trường tài chính, bất kỳ một cái thị trường tài chính nào cũng có sự vận động không ngừng. Và dù cho nó có tốt đến đâu, dù cho nó tăng giá đến đâu thì cũng sẽ đến lúc mà nó điều chỉnh và nó giảm. Đầu tiên, chúng ta cần xác định cái nguyên nhân căn bản nhất của downtrend là cái gì đã nhé. Quá trình downtrend xuất hiện khi mà có sự chốt lời của cá mập hay đội market maker. Lúc đó thì market maker hay là cá mập đang nắm giữ một lượng hàng lớn, một lượng coin hay token lớn sẽ bán tháo ra. Họ sẽ phân phối lượng coin hay token đang ở trong ví của mình cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những nhà đầu tư mới vào thị trường khác, hay chúng ta hay gọi là những nhà đầu tư F0. Như anh em đã biết đấy thì cái lượng hàng hay lượng coin hay token mà cá mập hay đội market maker nắm giữ là rất lớn. Thế nên là khi mà họ bán ra thì sẽ có một lượng token, lượng cung token rất lớn được xả ra trên thị trường và giá sẽ giảm. Tại sao lại có cái sự mất cân bằng này, hay nói cách khác là tại sao lại có cái sự tăng giá hay là giảm giá này? Tại một thời điểm thì mỗi đồng coin hay token đều có một cái lượng cung nhất định và không đổi. Số coin này sẽ được nắm giữ bởi các nhà đầu tư khác nhau và họ có thể để ở trên sàn, trữ ở ví lạnh, hoặc là họ có thể đầu tư với vốn to hoặc là ít vốn. Họ có thể là người mới, nhà đầu tư F0 hoặc là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Họ có thể là KOL, người đứng đầu quỹ, người chơi game, vân vân. Đủ các đối tượng khác nhau nắm giữ đồng coin hay token này. Và các đối tượng nhà đầu tư nắm giữ coin cũng vô cùng đa dạng. Anh em có thể thấy là chất lượng của những người mà nắm giữ coin hay token là khác nhau. Và chính cái chất lượng của những người nắm giữ đồng coin hay token này chính là nguyên nhân khiến cho giá thay đổi. Nếu người sở hữu coin có chất lượng cao thì giá của đồng coin hay token sẽ có khả năng cao là sẽ tăng. Còn nếu chất lượng thấp thì đồng coin hay token đấy sẽ khó có khả năng tăng giá. Cụ thể là như thế nào? Chất lượng của người giữ đồng coin đó tốt, có hiểu biết, có mối quan hệ, có sức ảnh hưởng hay là có nhiều tiền, ví dụ như là cá mập hay là đội market maker chẳng hạn, thì họ sẽ có thể kéo được giá lên. Còn chất lượng của người giữ đồng coin đó không có kiến thức, vốn nhỏ, ví dụ như là newbie chẳng hạn, những người mới vào thị trường ấy, thì họ sẽ không thể kéo giá lên được. Một ví dụ cho anh em dễ hiểu hơn là đó là thời điểm tháng 3 cho tới tháng 5 2021, thì khi mà tin tức Tesla chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin cho tới việc là Tesla cho rằng Bitcoin tốn quá nhiều năng lượng và chi phí để tạo ra. Những cái tin tức này liên tục ảnh hưởng tới tỷ giá của Bitcoin thời điểm đó. Vậy nếu nhìn rộng hơn thì cũng rất có khả năng là Tesla mua Bitcoin, tung tin tốt ra để Bitcoin tăng giá và sau đó chốt lời bằng tin tức xấu với thị trường. Đúng không anh em? Ai đang kiểm soát số coin này? Nó đang nằm trong tay của những người làm chủ cuộc chơi, hay là nó đang nằm ở trong tay của những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường, những nhà đầu tư F0? Đây chính là cái câu hỏi và cái điều mà anh em cần biết trước khi mà anh em có quyết định đầu tư nhé. Vậy thì sự thay đổi như thế nào sẽ làm kết thúc cái quá trình downtrend như thế này? Đó chính là khi coin hay token được chuyển sự sở hữu từ những nhà đầu tư mới vào thị trường, những nhà đầu tư F0 sang tay của những quỹ đầu tư, những cá mập và các đội market maker. Sau nhiều tuần hoặc là nhiều tháng thị trường ở trong cái xu hướng giảm giá ấy, thì ở cái giai đoạn cuối cùng sẽ xuất hiện cái sự hoảng loạn. Khi mà giá giảm cực mạnh so với trước đó khiến những người mà đang nắm giữ cái đồng coin hay token đó lún sâu và thua lỗ. Biên độ giá trong ngày thì có thể lớn gấp nhiều lần so với những ngày bình thường, với khối lượng giao dịch rất lớn, và lúc này thì cả thị trường như muốn nổ tung, đi đâu cũng thấy hình ảnh đỏ lửa, cháy tài khoản, về lòng đất. Cái quá trình giảm mạnh này sẽ làm cho các nhà đầu tư vô cùng hoảng loạn, nhất là các nhà đầu tư F0. Có anh em nào ở đây đã từng trải qua cảm giác đó chưa? Những cái thời điểm như là năm 2018 này, rồi tháng 5 năm 2021 này, hay là cái thời điểm mà Bitcoin sập gần đây này. Chắc hẳn là những anh em nào mà đã vào thị trường từ lâu rồi thì sẽ trải qua và hiểu được cái cảm giác đó, đúng không? Trong những lúc hoảng loạn ấy thì nhiều anh em sẽ chấp nhận là bán những cái đồng coin hay token mà mình đang nắm giữ, chấp nhận cắt lỗ và cứu lấy số vốn còn lại của mình. Trong lúc này thì có thể những cái thông tin của thị trường sẽ rất là xấu, ví dụ như là tin tức Fed tăng lãi suất lên này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ấy, hay là cái tin tức mà Nga với cả Ukraine xung đột với nhau ấy.
những cái tin tức như thế sẽ ảnh hưởng thị trường rất là nhiều. Và tại mỗi thời điểm thì sẽ có một thông tin khác nhau tác động rất xấu tới cái thị trường. Và điều này sẽ tạo cái tâm lý mất hết niềm tin vào thị trường. Toàn bộ thị trường có thể bị tác động tâm lý bởi cái sự suy giảm này. Cái sự giảm giá ở các coin nền tảng này, top đầu sẽ kéo theo sự bán tháo của toàn bộ thị trường. Và đặc biệt là cái lực bán mạnh ở các cái tài khoản mà sử dụng margin cao. Về việc bán tháo thì có thể diễn ra trong nhiều ngày cho tới nhiều tuần. Đến đây là một thời điểm với một cái dấu hiệu quan trọng, đó chính là cái thời điểm quá bán. Mình sẽ lấy ví dụ cho anh em dễ hiểu nhé. Ở đây là cái thời điểm mà có giao dịch cao đột biến so với những ngày trước đó này. Sau đó thì giá lại đi lên, có thể đi lên ngay trong phiên hoặc là có thể đi lên sau đó một vài phiên. Anh em có thể hiểu là trong cái giai đoạn này có rất nhiều hàng được xả ra bởi các nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường, thể hiện ở khối lượng giao dịch rất lớn, nhưng mà giá lại không thể tiếp tục giảm sâu hơn, giá lúc này ngừng giảm, thậm chí còn tăng. Vậy nên thì trong cái giai đoạn này thì chắc chắn phải có cái người nào đó đang mua lại, đỡ giá, nghĩa là có một lực cầu nhất định đang gom hàng. Đây là tín hiệu cho biết khả năng những nhà đầu tư chất lượng đã bắt đầu tham gia mua vào phần lớn nguồn cung giá rẻ ở cái thời điểm này. Và nếu anh em chưa nắm vững thì có thể tua cái video để mà xem lại thật kỹ nhá. Mình nghĩ đây sẽ là một góc nhìn rất bổ ích cho anh em đấy. Sau cái giai đoạn này thì khả năng cao là giá sẽ đi vào cái giai đoạn tích lũy. Và đây là cái thời điểm mà những nhà đầu tư chọn để gom thêm hàng. Giá sẽ đi ngang để rũ bỏ những cái nhà đầu tư yếu kém và thiếu kiên nhẫn đi. Vì vậy thì anh em mình cũng không nên vội vàng hành động trong cái giai đoạn này nhá. Sau đó đến cái giai đoạn tích lũy thì mình nên làm như thế nào? Anh em hãy xem qua cái video X15 lần tài sản như quy trình pump dump của anh Ryan Nguyễn và video khi nào cá mập kéo giá lên để anh em có thể hiểu hơn về quy trình cũng như là cái dấu hiệu của cái giai đoạn tích lũy và khi nào thì nó sẽ uptrend trở lại nhá. Đó là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em trong cái video ngày hôm nay về chủ đề downtrend. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay, thú vị và bổ ích thì hãy cho mình xin một like, một share và bấm đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo tới từ HC Capital nhé. Và xin chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp anh em ở trong những video tiếp theo.